Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chu cũ nha mình nha. Cây mini quái này, dàn cũ nè. Cây nhà vườn mới vô chậu nuôi nè. Mini rất là duyên luôn nha. Cây này có mã số là 851. Có cái hoành này tầm 78 nha mình nha. Đang nằm cái chậu chậu nuôi, lọt lòng cũng tầm 12 13. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 250 bao ship luôn chậu nha. Cái này mình về mình ghép gốc thái, mình lên tiểu cảnh hoặc là nuôi như thế này, lên chậu nuôi là cái dàn cũ ở bên trong nó cứ xoay quần bên trong nhà mình. Cái dòng này chơi khá là hay luôn nha. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi mã số 851. Giao lưu nhanh với nhà mình là 250 bao ship luôn chậu nha mình. Cây mini quá nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chu cũ nha mình nha, cây mini, cây form độ quá nha. Cây này có mã số là 852, có cái hoành thân bằng ngón tay cái nha, nhỏ chút xíu. Form độ xuống tầm 25. Đang nằm chậu nhựa nuôi lọt lòng là khoảng 12 13 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 250 bao ship luôn chậu nha mình nha. Cây rất chi là duyên luôn. Cái này về mình nuôi ở trong chậu này một thời gian là củ nó quằn ở bên trong nha mình. Còn không thích thì mình cứ ghép tiểu cảnh cũng rất là ok nha. Ghép cốc thái nữa. Tuyệt vời luôn. Rồi mã số 852, giao lưu nhanh với nhà mình là 250 bao ship luôn chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chu cũ nha mình nha. Cây này phong rất chi là quái luôn. Cây này mới mới vô cái chậu này, nuôi lại em nó này. Cây phong rất chi là quái luôn. Cốc chu cũ nha mình. Cây này có mã số là 853. Có cái hoành ngay chỗ đây là 10 nha. Chiều dài ra đây là 40. Cao tính từ mặt chậu lên cái đầu rễ quái này tầm 21 22 nha mình. Đây nằm cái chậu lọt lòng này cũng tầm 18 á. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship luôn chậu nhà mình nha. Đây. Một cây cốc chu cũ quá nha. Cây đang đâm lộc luôn nè. Cây này về mình ghép cốc thái rất là ok luôn. Dàn rễ nó sống này, sống tròn này. Cây này mình nuôi một thời gian nữa nha mình, là cái rễ cũ này này nó cứ xoay quần ở bên trong á. Mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 853, giao lưu nhanh với nhà mình là 800k bao ship luôn chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chu cũ form độ treo quái nha mình nha. Đây. Cũ đó. Nhà vườn mới vô cái chậu mới giùm nó, là cái chậu tàu luôn nha. Phòng VIP nha mình. Cái này có mã số là 854, có cái hoành ngay chỗ đây là 10 nha. Đây. Đổ treo xuống tầm phóng là 30. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 20 nha nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship luôn chậu nhà mình nha. Đây. Một cây cốc chu cũ quái nha mình nha, form đổ treo, rất là VIP luôn. Cây này mình nuôi một thời gian là cái dàn rễ bên trong này, nó quằn bên trong nó nở cũ nha mình, nó xoay quằn bên đó. Ghép cốc thái rất là ok luôn. Rồi mã số 854. Giao lưu nhanh với nhà mình là 900k bao ship nha. Luôn chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chu cũ nha mình nha. Cây này form đổ. Đây. Cây này cũ này, rất chi là quái luôn nha. Cây này nhà vườn mới lên cho em nó cái chậu tàu nha. Đây, chậu tàu. Cây đang đâm lộc luôn nha mình.
Cái này có mã số là 855, có cái hình ngay chỗ đây tầm 7-8 á nha mình. Đây, form đổi xuống tầm 45 á. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship luôn chậu nha mình nha. Đây. Một cây cốc chua cũ quá nha. Cái này về mình ghép cốc thái rất là ok luôn. Đây. Cái cũ này mình nuôi một thời gian là ở bên trong cái chậu của mình, cũ nó nở cái xoay quầng liên hồi bên trong đó. Rất là hay luôn. Cái này rất là tương lai luôn nha. Hồng đỗ. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 855. Giao lưu nhanh với nhà mình là 800k bao ship luôn chậu nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.